khi những kẻ giàu có dùng tiền để làm ra những trò chơi tiêu khiển, ai thắng thì sẽ được làm tỷ phú giàu lên chỉ trong một đêm, thua thì sẽ trực tiếp bị kéo đi làm thí nghiệm sống không bằng chết. Nó độc ác chẳng khác nào trò chơi con mực quả cực hay này nhé. Casey là một anh chàng nghèo, làm chú hề tại một phòng chơi game. Sinh nhật năm 8 tuổi, bố anh đã bị người bí ẩn bắt đi. Mẹ anh vì quá đau buồn mà biến thành người thực vật. Nỗi đau gia đình liên tiếp ập đến khiến Casey bị rối loạn tinh thần. Từ đó về sau anh luôn cảm giác trong cơ thể mình có một thằng hề bị phong ấn, tưởng tượng rằng mình có thể giết hết những tên ác nhân biến thành quái vật. Y tá Liu King là nữ thần của anh, bởi vì nghèo nên thậm chí không đủ can đảm hẹn hò với cô. Một hôm Liu King bị một thằng đứng lờ trêu ghẹo, hắn chổng mông và bắt cô cởi quần thụt phân giúp hắn. Casey thấy vậy, thằng hề trong cơ thể anh lại không kìm nén được nữa, giờ nắm đấm lên đánh cho thằng đó răng môi lẫn lộn. Ra tay quá mạnh chẳng may làm bị thương người ở giường bên cạnh, suýt nữa thì gây ra họa lớn. Sau đó vì không giao nộp được viện phí nên giường của mẹ anh bị rời ra hành lang. Liu King thương anh để lại một khoản tiền rồi rời đi. Nhưng lúc sau Casey nghe được cuộc nói chuyện của chị em Liu King. Chị gái của Liu King thấy Casey nghèo hèn như thế, chỉ muốn khuyên cô sớm rời xa anh để lấy thiếu gia nhà giàu. Cuộc nói chuyện này đã bị Casey nghe thấy hết rồi. Trước vô số áp lực, anh quyết định cược một ván thật lớn. Casey tìm gặp người anh em tốt tên Tiểu Cường, cầm cố căn nhà duy nhất của mình, dùng số tiền đó nhét hết vào cổ phiếu của FNC. Nhưng sau khi đưa sổ đó, anh lại không thể liên lạc được với Tiểu Cường được nữa. Mãi đến một hôm điện thoại anh nhận được một tin nhắn: xin lỗi nhé, người anh em kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho cậu. Casey lập tức suy sụp, anh biết rằng mình đã bị lừa rồi. Nhưng rồi sự việc lại còn tồi tệ hơn nữa. Anh bị một người đàn ông bí ẩn bắt đi và dẫn đến một nơi. Nơi này đâu đâu cũng có camera. Trong phòng thì đã có một ông già đợi sẵn. Ông già đã nói rõ chân tướng của sự việc. Thì ra Tiểu Cường đã nợ lần chồng chất không có khả năng chi trả. Cầm sổ đỏ của Casey để thử vận may với bộ môn tài xỉu, chẳng ngờ đã mất cả chỉ lẫn trài. Casey trở thành người bảo lãnh khoản vay. Giờ đây khoản vay lớn này Casey bắt buộc phải chi trả. Ông già tính một lát, nếu anh muốn trả hết nợ thì ít nhất phải không ăn không uống làm việc 30 năm. Ông già cho anh một cơ hội để lựa chọn: tham gia trò chơi trên một du thuyền bí ẩn. Nếu may mắn không những có thể trả được số nợ lớn mà còn có thể kiếm được số tiền không nhỏ. Hậu quả nếu thua trong trò chơi thì chúng tôi có toàn quyền xử lý anh. Ông ta cho anh một phút để quyết định. Nghĩ đến mẹ và Liu King, Casey đã ký tên vào bản hợp đồng. Trở về anh nhờ bạn gái chăm sóc mẹ trong vòng một tuần. Nếu không thấy anh trở về thì hãy rút ống thở của mẹ. Tuy rằng không biết Casey đang gặp phải chuyện gì, nhưng Liu King hứa sẽ đợi anh quay trở lại cho dù có phải đợi đến già. Sau đó Casey đi đến điểm hẹn. Anh và những người khác bị tiêm thuốc mê và đưa lên một con tàu ở giữa biển. Những người được đến đây toàn là dân bạt mạng. Ông già lúc này lại xuất hiện phổ biến luật chơi. Đây là một trò chơi sinh tồn cực hại, nơi mà chỉ có người IQ cao mới sống sót được đến cuối cùng. Đây là trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Luật chơi rất đơn giản, chính là oản tù tì. Trong tay mỗi người đều có 12 lá bài, chia ra làm 4 bộ kéo búa bao. Trên người họ còn có 3 ngôi sao. 3 ngôi sao đại diện cho 3 mạng sống, hết ngôi sao là hết mạng. Người thua bắt buộc phải tháo một ngôi sao ra. Nếu hai người ra cùng một lá thì sẽ tính hòa và không mất sao. Các lá phải sau khi chơi xong sẽ bị hủy, và có thiết bị tính toán những lá bài còn lại. Thời gian chơi là 4 tiếng, nếu muốn giành chiến thắng thì bắt buộc phải tiêu thụ 12 lá bài, đồng thời số lượng ngôi sao không được nhỏ hơn 3, tất cả các trường hợp khác đều sẽ bị loại. Trò chơi chính thức bắt đầu. Một người đàn ông mặc vest tìm đến Casey. Hắn ta nói với anh có một búp trong game, hai người ra lá bài giống nhau coi như là hòa, từ đó vừa tiêu thụ được hết lá bài mà vẫn còn số sao an toàn. Anh ta giao hẹn thứ tự giao lá bài với Casey, rồi hai người bắt đầu ván đấu. Quả nhiên lần đầu tiên hai người ra giống nhau lên được tính hòa, ván thứ 2 cũng hòa, tiếp theo là ván thứ 3, ván thứ 4. Ai ngờ đến ván thứ 5 sự cố đã xảy ra, đối thủ ra búa thắng Casey, vì thế anh mất một ngôi sao. Sau đó hắn ta giải thích đã nhớ nhầm thứ tự ra lá bài, bảo anh cược thêm một ván nữa. Lần này anh ta ra kéo Casey ra búa, làm Casey nhẹ dạ cả tin mà đã nhận lời. Trước khi bắt đầu anh ta còn cố ý giơ bài ra, kết quả không ngờ Casey lại thua ở ván này. Đối thủ cười với vẻ mặt nham hiểm, thì ra anh ta đã lén đánh cháo lá bài, lại mất một ngôi sao nữa. Casey gần như suy sụp hoàn toàn, anh tức đến mức không giữ được bình tĩnh mà ngất đi. Sau khi mở mắt ra lại nhìn thấy mặt Tiểu Cường, người từng lừa mình. Casey tức tới mức đánh anh ta vú nồn dồn cục, cũng may cảnh vệ đã kịp ngăn anh lại. Sau đó anh cũng nhanh chóng hiểu ra rằng giờ có đánh cũng không giải quyết được vấn đề, anh phải thắng. Thằng chó Tiểu Cường cũng chỉ còn một ngôi sao nữa thôi. Đầu óc Casey nhảy số tức tốc, cuối cùng anh quyết định gạt hận thù sang một bên, hợp tác với Tiểu Cường. Bọn họ sẽ đi tìm những người đã hết bài mà vẫn còn 2 ngôi sao để lập nhóm, dùng ngôi sao của người đó làm đồ dự trữ. Họ tìm được một anh mập, nhưng anh ta yêu cầu xem bài trước. Sau khi xem xong anh đã nhận lời, liên minh 3 người chính thức thành lập. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, lớn mập đã bỏ chạy. Thì ra lúc xem bài khi nãy, anh ta đã lén giấu đi một lá bài. Đợi đến khi Casey phát hiện thì anh ta đã vào khu vực thi đấu rồi. Chẳng ngờ không những không trục lợi được mà còn mất đi một ngôi sao, mất đi một mạng sống. Sau đó mập bị hai người cho ăn no đòn cái tội ngu. Đúng không, sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Nhưng đúng lúc này anh ta lấy ảnh của con gái ra, bắt đầu dùng chiêu cảm tình. Casey cũng mềm lòng mà bỏ qua cho anh ta. Lúc này mập mới nói các lá bài trong tay của Casey là phi logic, 4 lá kéo 1 lá bao. Bình thường để cân bằng thì không ai giữ lại nhiều lá giống nhau, vì tư duy,
của người chơi bình thường đều muốn cố hết sức để giữ bài trong tay mình đồng đều. Câu nói của anh ta đã vô tình khai sáng tâm trí Kaisi, tìm một người chỉ có 9 lá bài, đồng thời vừa ra một lá búa một lá kéo. Theo suy đoán của Kaisi, tiếp theo anh ta nhất định sẽ ra bao. Quả nhiên ván đầu tiên họ đã thắng, đối phương không phục muốn đánh liên tiếp 3 ván. Kaisi chỉ còn 3 lá kéo, kết quả là ván đầu tiên đối phương đã thắng. Hai người kia đều khuyên Kaisi từ bỏ, nhưng anh không hề để tâm, anh tức tốc suy nghĩ và bắt đầu phán đoán. Đối phương nhất định đã dùng tư duy cân bằng để đánh bài, nên anh ta nhất định cũng cho rằng bài trong tay Kaisi cũng cân bằng, thì hắn mới đủ tự tin yêu cầu đánh thêm nữa. Vừa nãy Kaisi đã ra lá kéo, trên bàn chỉ còn lá búa và lá bao, chỉ cần đối phương liên tiếp ra 2 lá bao, thì ít nhất có thể thắng thêm một ngôi sao nữa. Nhưng đối phương có nằm mơ cũng không đoán được rằng bài trong tay Kaisi tất cả đều là lá kéo. Kaisi thắng liên tiếp 2 ván. Đúng lúc này trò chơi đột nhiên tạm dừng. Có người vì muốn thắng nên đã cho lá bài vào bồn cầu và xả nước đi. Tên này ngay lập tức bị bắn chết để làm gương cho kẻ nào thích gian lận. Số lượng lá bài càng lúc càng ít, Kaisi lại nghĩ ra một cách hay nữa. Đầu óc anh nhảy số cực nhanh, thông qua việc quan sát thiết bị tính lá bài, anh suy đoán ra rằng căn cứ theo việc tiêu hao lá bài hiện giờ, lá bao sẽ là lá bài đầu tiên bị tiêu hao hết, còn lại chỉ có lá kéo và lá búa. Nếu lá bài của họ đều là lá búa thì sẽ vô địch rồi. Họ dùng số tiền vay được lúc trước, thuê người mua hết tất cả các lá búa. Có thể nói là giờ đây họ đã nắm chắc phần thắng. Nhưng có một câu nói là gọi là khôn quá hóa dại. Số lượng của lá bao không hề thay đổi, mà ngược lại số lượng của lá kéo lại càng lúc càng giảm. Kaisi suy luận ra rằng, số lượng lá kéo giảm nhanh như vậy, chính là vì ván hòa quá nhiều. Vậy thì chỉ có một khả năng là có người đang ôm lá bao. Ba người lập tức bị dồn vào ngõ cụt, cứ tiếp tục như thế thì thua là cái chắc. Đúng lúc này một nhóm ba người tiến về phía họ. Họ chính là những người đang tích lũy lá bao vốn dĩ đến để chế nhạo, chẳng ngờ lại bị Kaisi áp đảo IQ thua đến mức không còn mặt mũi nữa. Cuối cùng dùng kế mua hết lá bài trong tay ba người họ, lá búa và lá bao đều nằm trong tay họ, giờ thì chắc thắng thật rồi. Nhưng không ai ngờ được rằng tên mặc vest lúc trước từng lừa Kaisi đã bắt đầu giở trò. Anh ta đưa ra đề nghị chia bài lại từ đầu với tất cả mọi người. Trước sự đơm đặt hù dọa của anh ta, mọi người đã đồng ý. Kaisi vốn dĩ chẳng coi trọng việc này, nhưng tên mặc vest lại nói rằng để công bằng thì mọi người không nên đánh với những người không chia lại bài. Kaisi bị anh ta chơi một vố đành phải tham gia. Rất nhanh bài đã được chia lại. Đến lượt nhóm Kaisi, mọi người mau đi thi đấu đi. Lần này anh mặc vest lại thắng rồi. Nhưng danh Kaisi lại lật tẩy chiêu trò của anh ta. Khi nãy lúc chia bài lại, hắn ta lại chơi trò gian lận, để tất cả lá bao lại cho Kaisi, giữ tất cả những lá búa có khả năng thắng cho chính mình. Còn lá kéo thì anh ta đã giữ lại rồi chia cho con mồi của mình. Sau khi âm mưu bị lật tẩy, tất cả mọi người đều không chơi với tên bẩn thỉu này nữa. Kaisi chỉ ra điểm mù đúng lúc làm thế mới công bằng. Tất cả mọi người đều đến chơi với Kaisi, còn tên mặc vest thì bị cô lập hoàn toàn. Nếu như vậy lá bài trong tay hắn cuối cùng sẽ không được đánh, mà lúc này thời gian cũng sắp hết, cuối cùng không còn đường lui, anh ta đành phải chơi với Kaisi. Nhưng để được sự đồng ý chơi của Kaisi thì có một đề nghị, hắn phải xin lỗi tất cả những người mà hắn đã lừa, rồi tự tay vả vào mặt cho đến khi nào phụt máu ra thì Kaisi mới chơi ván này. Cược 5 ngôi sao Kaisi đã thắng, nhưng đúng lúc này thời gian cũng đã hết, mà nhóm của Kaisi vẫn còn rất nhiều lá bài, đồng nghĩa họ đã thua. Vì tình nghĩa anh em chủ động vào trong phòng giam tối, anh tin rằng anh em mình nhất định sẽ cứu mình ra ngoài. Nếu không được cứu ra thì anh sẽ bị mang đi lấy nội tạng. Tuy danh Kaisi IQ cao nhưng lại không đoán được lòng người. Bên ngoài lúc đầu Tiểu Cường định dùng ngôi sao để cứu anh, nhưng tên mập nói với anh ba ngôi sao ít nhất cũng bán được 10 triệu tệ. Nói xong liền giật lấy ngôi sao rồi rời đi. Kaisi ở bên trong vô cùng sốt ruột, anh em tốt cuối cùng vẫn quay lưng lại với mình. Chim khôn chết miếng mồi ngon, người anh em xin lỗi, anh ta quỳ xuống sám hối và hứa sống sót ra khỏi đây sẽ chăm sóc mẹ giúp Kaisi. Trong phòng ra một người đàn ông mặt sẹo cười nhạo một cách vô tình, tay không mà vào đây anh em ruột cũng không tin được, trong thế giới của động vật chỉ có lợi ích không có tình cảm. Nói xong liền cầm một bao tiền rời đi. Lúc này thằng hề trong người Kaisi lại bắt đầu nổi lên, anh đã ra tay bảo vệ nhanh chóng kéo hai người ra. Sắc mặt của Kaisi lại dần bình tĩnh trở lại, anh suy luận ra rằng người đàn ông mặt sẹo có thể ra ngoài được, nhất định không phải vì tình huynh đệ, trên người ông ta nhất định có thứ đáng giá, mà nơi duy nhất có thể giấu thứ này chính là miếng băng gạc đằng sau lưng ông ta. Quả nhiên sau khi người đàn ông mặt sẹo ra ngoài, người bên cạnh liền lục tìm trên người ông ta, còn số kim cương thì đã ở trong tay Kaisi. Khi bọn kia phát hiện ra thì đã rất nhanh cứu anh ra ngoài. Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm tên mập, đấm cho anh ta không còn răng để nhai cháo. Sau đó là tìm đến tên bạn điểu Tiểu Cường, rồi lấy từ trên người anh ta thứ vốn dĩ thuộc về mình. Tình nghĩa bao nhiêu năm không so được với mấy túi tiền. Phần cuối của câu chuyện, Kaisi mang tiền xuống thuyền, anh trở về tìm gặp Lưu Kinh cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ anh. Lần này anh hứa sẽ cưới cô làm vợ. Ở đoạn kết phim ta thấy ông già lại đến tìm gặp Kaisi, và lần này anh đã nhớ ra ông ta chính là người đã bắt cha anh đi. Liệu rằng thằng hề trong người Kaisi có xuất hiện để báo thù cho cha nữa không? Mời các bạn đón chờ ở phần phim tiếp theo nhé. Phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.